Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Trước thông tin một số cửa hàng, nhà thuốc bán khẩu trang y tế với giá cao hơn nhiều lần so với thời điểm trước khi có dịch hoặc bán giá cao hơn giá niêm yết gây bức xúc trong dư luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh khẩn trương ra quân, kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng, nhà thuốc trên địa bàn ký cam kết niêm yết giá công khai, không đầu cơ, găm giá, tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế. Qua kiểm tra, đã phát hiện 3 quầy hàng kinh doanh thuốc tân dược của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Vũ Duyên trên địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan và huyện Kim Sơn có hành vi bán mặt hàng khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch corona cao hơn giá niêm yết. Cục Quản lý Thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Vũ Duyên với số tiền phạt là 15 triệu đồng, buộc công ty này trả lại toàn bộ số tiền đã bán cao hơn giá niêm yết. Trước đó, ngày 31 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường đã tổ chức cho 19 nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn ký cam kết thực hiện việc niêm yết công khai giá bán, không đầu cơ, găm hàng, không tăng giá bán khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế, không sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh. Việc người dân mua khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình là nhu cầu thiết yếu trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh corona. Do nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế của người dân tăng cao, chung với thời điểm dịch bệnh xảy ra, cho nên một số cơ sở kinh doanh thuốc đã đẩy giá bán lên cao, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai kể cả trong và ngoài giờ hành chính và đến triển khai toàn bộ lực lượng, tất cả các cơ sở ký cam kết tuyên truyền để cho mọi người, các cơ sở kinh doanh và mọi người dân không còn bị các cái kẻ mà lợi dụng các cái bất ổn định về cái giá cả thị trường, khan hiếm thị trường để bán hàng theo giá có mức. Đồng thời, Cục Quản lý Thị trường sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương khi có yêu cầu phù hợp với các tình huống dịch bệnh. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.